Dạ con xin chào tất cả cô chú anh chị đang theo dõi video Văn Lang hôm nay. Trên tay con là bảng giá hạt hoa hồng đỏ. Thì hôm nay con đang sale cái hàng này. Giá một bảng đẹp như vậy là 80.000. Dạ. Cô chú anh chị mua từ 3 bảng thì con sẽ bao ship 80.000 một bảng. Đó. Thì hàng này rất là đẹp nha cô chú anh chị, hàng nở xuân thì hoa hồng đỏ retro. Phía bên này là cây bản giả hạt thân xanh chưa sổ hoa, con cắt cây con nhân giống thì giá bản giả hạt thân xanh như này thì cũng là 80.000, rất là nhiều nhiều bản. Thì cô chú anh chị nào cần thì có thể alo con để đặt hàng cái loại này đó, thân xanh 80.000, rất là nhiều cây trên một bản luôn. Sale đặc biệt sale hôm nay cho cô chú anh chị sưu tầm. Tiếp theo thì con vẫn bán cây giả hạt. Giả hạt này là giả hạt năm cánh trắng hồng hồng, hàng nở Tết. Đây thì nó bắt đầu xuống lá rồi, cô chú anh chị chỉ việc treo lên, tưới nước ít để cho nó rụng lá hết và nó ra bông ra nụ. Cái thời gian ra hoa của giả hạt phi diệp từ lúc nở đến lúc tàn tầm 70 ngày, nếu cô chú anh chị biết cách nước và cho nó hợp lý thì chắc chắn cô chú anh chị sẽ có những cái giò chơi Tết thật là ưng ý, rất là đẹp luôn, chỉ 90.000 một chậu to đùng như thế này. Còn tiếp theo là cây hồ điệp ấn. Dạ. Hồ điệp ấn. Hồ điệp ấn thì bên con bán 90.000 một bảng như thế này. Đang nụ, đang đứt nụ hết rồi. Về cô chú anh chị chơi. Cái hồ điệp ấn này là cái dòng nó cũng lạ, mới lạ. Mình cô chú anh chị sưu tầm, dành cho những người thích sưu tầm. Tại vì cây này là nở hoa qua năm. Nó tàn lại nở hoa. Thành ra là rất là đáng chơi, chỉ với 90.000 thôi. Phía đây là bảng giả hạt Thanh Vân. Thanh Vân hàng cắt kỳ thì cũng 80.000 một bảng như này luôn. Rất rẻ. Cô chú anh chị cần thì có thể alo để con gửi hàng. Dạ. Thì tất cả các giá cả của từng loại thì con đã đưa lên rồi. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo.